Thân ái chào các em. Đợt trước chúng ta đã hết bài phân phối nhị thức âm mà thầy đã nhắc là hôm nay chúng ta sẽ học bài phân phối chuẩn, một trong những phân phối mà không thể nào quên nếu trong quá trình học xác suất thống kê. Có thể quên nhiều thứ nhưng riêng bài phân phối chuẩn là một đặc trưng của xác suất thống kê và có ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống các em ạ. Bài này là bài cực kỳ quan trọng. Hôm nay thầy nhắc như vậy để các em nhớ và các em sẽ thấy rằng sức mạnh của nó lan tỏa rất lớn trong những cái bài ứng dụng cũng như khi các em ra ngoài đời, các em sẽ ứng dụng bài phân phối chuẩn rất nhiều. Để khỏi mất thì giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Hôm nay chúng ta học bài phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn là một phân phối liên tục các em ạ. Nó được ký hiệu là x thuộc vào n mu sigma bình. Giờ mình đọc cái này cho quen luôn nha các em. N là normal là chuẩn nha, tiếng Anh là chuẩn, mu sigma bình. Cứ đọc như là một cái máy vậy đó, đọc mu sigma bình. Sigma luôn luôn lớn hơn 0 và mu là hằng số. Mu là hằng số. Tí nữa ta sẽ thấy mu chính là kỳ vọng của x luôn. Mu chính là kỳ vọng của x và sigma bình chính là phương sai của x. Đấy, đây thì nhắc luôn nhá. X thuộc vào normal chuẩn, mu chính là kỳ vọng của x và sigma bình chính là phương sai của x normal. Đấy, bây giờ ta xem cái hàm mật độ xác suất của nó. Với x thuộc n mu sigma bình thì hàm mật độ của nó chính là cái này các em ạ. 1 chia cho sigma căn 2pi nhân với hàm e mũ trừ x trừ mu tất cả bình phương chia cho 2 sigma bình. Đây là cái hàm chắc chắn là dương phải không các em? Tại vì ở đây là dương hết nè. Đây cũng e mũ luôn luôn là hàm dương phải không? Và đây là hàm dương. Và nếu các em thấy nè, nếu mà lấy x bằng mu thì cái này bằng 0 và như vậy cực đại của nó chính là cái này đây, 1 chia cho sigma căn 2pi. Đấy. Và nếu thầy đổi cái trục x về cái hoành độ là mu thì đây chính là, ta coi cái này là x lớn bình, thì đây chính là gì nào các em? Đây là hàm đối xứng qua cái trục x bằng mu, đúng không? Đấy. Thì sơ sơ như vậy để cho các em thấy cái một vài tính chất của cái hàm này. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, sigma thì trừ vô cùng cho đến vô cùng phải bằng 1. Như thầy đã nói, bất kỳ một cái biến ngẫu nhiên nào thì luôn luôn phải thỏa mãn cái xác suất đầy đủ. Hệ xác suất đầy đủ chính là cái này, tức là cộng tất tần tật các giá trị xác suất đều phải bằng 1. Đây là cộng tất tần tật, có nghĩa là từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng ta lấy tích phân là bằng 1. Cái này thầy đã nhắc nhiều lần, thầy muốn nhắc ở đây rồi. Tính chất kế tiếp là mình xem cái hình vẽ. Cái hình vẽ đây, thầy đây. Ví dụ đây thầy vẽ, thầy lấy x bằng mu là 2 đó các em. Thầy vẽ x mu là 2 và sigma của thầy, thầy sẽ lấy là bằng 3. Thì thầy vẽ cái hình nó là như vậy. Hình đây nè. Đó. Và nếu mà x bằng 2 thì nó đối xứng qua cái trục x bằng 2. Như vậy là điểm cực đại của ta chính là cái điểm x bằng mu, tức là bằng 2 đó. Và giá trị cực đại của nó chính là bằng 1 chia cho sigma chia cho căn 2pi. Vì lúc đó anh này bằng 1, đúng không các em? Khi x bằng mu thì cái này bằng 1. E mũ 0 thì bằng 1. Đấy, nó chỉ còn anh này thôi. Đúng rồi. Và đây thầy gọi U1, U2 chính là hai cái điểm uốn đó các em. Một cái điểm uốn là lấy mu nè, trừ đi cho 1 sigma,
trừ sigma, tức là cái điểm này, hoành độ của nó là đây, và tung độ của nó là 1 chia cho sigma căn 2 pi e. E ở đây là e cái cơ số nepa, cơ số nepa tức là e lũy thử 1 đó. Đó. Và một cái điểm uốn thứ hai, x cộng cho mu, x cộng mu ở đây mu thầy lấy là bằng 3 đó, cho nên 2 cộng 3 đây là bằng 5 đây nè, hoành độ đây bằng 5 này các em. Đó. Ở đây thì bằng trừ 1, 2 trừ cho 3 thì đây là trừ 1 đấy. Thầy vẽ cái đồ thị hai cái điểm uốn, hai cái điểm uốn đây, và đồ thị của nó đối xứng qua cái trục. Trục này nếu mà mình đổi trục như đây thầy nói, đổi trục về cái x bằng mu thì đây là nó đối xứng qua cái trục x bằng mu. Đó. Và cả cái diện tích này bằng 1 các em ạ. Lấy tích phân á, cả cái diện tích này bằng 1. Đấy. Nhá, một vài đặc điểm về cái hàm mật độ. Ta sang đến phần khác. Cái hàm hồi nãy gọi là hàm mật độ tổng quát. Bây giờ thầy sẽ đổi khi mu bằng 0 và sigma bằng 1 thì lúc đó ta có một phân phối chuẩn đơn giản. Cụ thể là như vậy. Nếu x thuộc vào chuẩn mu sigma bình thì thầy sẽ đổi biến. Đổi biến cái thứ nhất là x trừ mu, thầy đổi trục x về trục mu và tăng cái tỷ lệ, tăng giảm cái tỷ lệ bằng cách thầy chia cho sigma. Cái t này nè, thầy chia thêm cho sigma. Nếu mà chỉ ở trên tử là ta mới tỉnh tiến về x bằng mu thôi, còn ta làm chia cho sigma có nghĩa là ta vị tự bằng phép biến đổi vị tự thì ta sẽ chuyển cái hàm mật độ phức tạp hồi nãy đó về cái hàm mật độ đơn giản, và lúc đó mu chỉ bằng 0 và sigma bằng 1 thôi các em. Và như vậy người ta gọi đây là chuẩn đơn giản, chuẩn đơn giản. Và như vậy hàm phân phối của cái chuẩn đơn giản này nó đơn giản rồi. Lúc này cái biến này gọi là biến t nè, đúng không các em? Hồi nãy của ta là gì? Trừ x trừ mu bình phương chia cho 2 lần sigma bình. Thì cái này mà ta bình phương lên thì chính là t bình đó các em. Cái này nè, ta bình phương lên thì chính là cái t bình, t nhỏ bình đó. Còn số 2 vẫn ở dưới mẫu số, sigma bình thì nó nằm ở trong này rồi, đúng không? Và vì phép vị tự cho nên ở đây nó mất cái sigma luôn, nó chỉ còn 1 chia cho căn 2 pi thôi. Tức là ta dùng phép tỉnh tiến mà sau đó ta vị tự lên thì ta đưa cái đồ thị này, đồ thị chuẩn tổng quát về chuẩn đơn giản normal 01, chuẩn 01. Và như vậy cái giá trị này nè, giá trị này ta sẽ tra thường các sách mà có bán những cái bảng để ta tra cái bảng về giá trị của cái hàm này. Và trong sách giáo khoa của thầy, thầy ký hiệu cái bảng này gọi là bảng A nhé. Ta có thể tra cái giá trị của cái bảng A này như sau. Ta có thể tra cái bảng giá trị của bảng A nhé. Tức là cho T nè, chúng ta sẽ tìm được FT. Cho T nhé, cho T chúng ta tìm được FT thì cái bảng này thầy gọi là cái bảng A. Ví dụ ở đây T là 0.0 thì ta thế vào đây T bằng 0 thì này là bằng 1. Vậy là 1 chia cho căn 2 pi thì nó chính là 0.3989. Đó. Mấy cái bảng này thì trên màn hình nó display thì hơi bị nhỏ, nhưng mà thầy cũng chỉ nói sơ sơ cái tính cách, cái cách tính và cái đặc trưng của cái bảng này. Đây chính là cái bảng tra cái giá trị của hàm FT như trên bảng đây, em thấy đây. Còn mấy số này ở dưới này là số nhỏ thì thầy cũng không cần phải chỉ thêm nhiều mấy cái này, nhưng đây chính là cái bảng tra giá trị ở cuối các sách về giáo trình xác suất thống kê thường thấy các em, đúng không? Tức là cho T tìm FT nhá. Như vậy là ta tra bảng này, thì các em có thể tra bảng này ở bất kỳ cái sách giáo khoa nào, ở cuối sách thường có cái bảng này.
Và bây giờ ta lấy cái tích phân của cái hàm này lên bằng công thức này, ta gọi là phi x nhé, có ký hiệu nhé, phi x sẽ đi từ tích phân đi từ 0 cho đến x của cái hàm ft này đây, hàm cả cái hàm này là hàm ft các em, ft dt đấy. Và cái phi x này sẽ là bằng xác suất của cái t lớn này nè, cái biến t, cái biến ngẫu nhiên t, x là biến ngẫu nhiên thì t cũng là biến ngẫu nhiên như vậy nhé, thì t nó nằm ở trong cái đoạn 0x, t là thuộc vào normal 0,1, tức là chuẩn 0,1. Như vậy là cái hàm phi x các em, hàm phi x là người ta thiết kế cũng tính giá trị hàm phi x này luôn các em ạ. Nhớ là hàm phi x là cái trận trên của nó chính là cái x nha các em, biến trên là cái biến x của cái này, còn đây là ft dt nhá, ft của ta là cái hàm này. Đấy. Thì tra bảng B đó, ở đây trong các sách giáo khoa của xác suất thống kê người ta cũng có lập cái bảng tra về cái hàm này, và người ta gọi là hàm tích phân Laplace nhá, tích phân Laplace. Người ta xem qua về cái bảng tra này một tí, đây cái hàm của thầy đây, hàm của thầy chính là cái hàm ở trên bảng đây, nó hơi nhỏ các em quan sát một tí nhá, mình không làm, mình không xài cái bảng này nhiều lắm, tức là khi thầy viết thì thầy nói luôn cái kết quả rồi nhá, còn các em tra đó thì các em tra ở những cái sau cái cuốn sách giáo trình xác suất thống kê. Như vậy phi t, phi x của ta chính là cái hàm ft dt, có nghĩa là cái diện tích này nè các em, diện tích đi từ 0 cho đến x đó, thì di chuột nè, đấy, từ 0 cho đến x đó, đó chính là cái diện tích biến thiên từ 0 cho đến x. Ví dụ như phi của 1.33 thì ta tra ở đây nè, phi 1.33 thì ở dưới này, 1.333 là ở đây đó, 1.33 chính là cái anh này, tức là đây 0.0824 đó, em thấy không, đây nè, đó, đúng không? Thì mình tra, thì nghĩ là tra cái này cũng rất là đơn giản nhá. Thì đây là chính là tích phân Laplace, có nghĩa là cái diện tích biến thiên từ 0 cho đến x của cái hàm ftdt như nãy là thầy đã nói. Còn đây là cái hình mà hàm này chính là hàm f lớn đó các em, f lớn của x chính là hàm phân phối của cái biến ngẫu nhiên đơn giản N01, tức là chuẩn 01 đấy. Thì thầy nghĩ mấy cái này mấy em sẽ biết cách tra đơn giản thôi, phải không? Hơn nữa trong máy tính bỏ túi cũng có cái bảng tra này các em ạ, nhá. Để khi có cơ hội thầy sẽ giới thiệu. Rồi bây giờ ta xem nhá, ta làm tiếp tục về cái phân phối đơn giản này. Phân phối đơn giản này rất nhiều điều để ta mà học. Các tính chất về hàm fx, tức là tính chất về hàm này nè. Đầu tiên thì ta nhận xét là cái hàm ft này là cái hàm đối xứng qua trục tung, đúng không? Hàm đối xứng qua trục tung như nãy thầy nói, tại vì nó đã chuyển về không rồi, mi lúc này bằng không, cho nên là hàm này là hàm đối xứng mà hàm dương, đúng không? Và bây giờ ta lấy tích phân cận từ 0 cho đến x của cái hàm này, thì các tính chất của cái hàm phi t nó có các tính chất sau. Đầu tiên nó có tính chất hàm lẻ, đây là hàm lẻ các em, nhớ đây là tích phân đại số mà, phải không? Đi từ 0 cho đến x, bây giờ ta thế x bằng trừ x vào đây thì đây là kết quả của nó sẽ ra âm liền, và như vậy là phi trừ x bằng trừ phi x, hiển nhiên, đúng không? Cái thứ hai, như nãy thầy nói đây, cái phi t này nè, nó chính là xác suất của cái t lớn này nè, biến ngẫu nhiên t nằm ở trong đoạn 0x. Đấy. Như vậy tính chất b là xác suất để cái t lớn nằm trong cái đoạn alpha beta thì chính là bằng phi beta trừ phi alpha, phi beta trừ phi alpha, phi beta trừ phi alpha. Đó. Tính chất này là tính chất Newton-Leibniz trong tích phân xác định hàm một biến, đơn giản phải không các em?
ta chỉ thuộc để ta làm toán thôi nhá. Bây giờ ta tính thử xem nào. Ta dùng cái công thức này nhá, công thức vàng này nè, để ta tính cái này. Bây giờ với T thuộc vào chuẩn đơn giản 0,1, ta tính xác suất để T nằm ở trong khoảng -3 cho đến 1. Nhớ, ở đây cái dấu này là dấu nhỏ hẳn, nhỏ hẳn. Thầy để dấu bằng ở đây thì có thay đổi gì không các em? Nếu thầy để dấu bằng ở đây thay vì dấu nghiêm cách nhỏ hẳn, để dấu bằng vào thì vẫn sao nào? Vẫn thế thôi. Vì ta nhớ rằng đây là hàm liên tục, biến ngẫu nhiên liên tục, cho nên cái dấu nhỏ hơn hay dấu nhỏ hơn hoặc bằng cũng vậy nhá. Và như vậy thì nó sẽ bằng là phi 1 trừ cho phi của -3. Phi 1 trừ cho phi của -3, mà phi -3 lại bằng trừ phi 3. Cho nên cuối cùng bằng phi 1 cộng phi 3. Và ta tra bảng, phi 1 sẽ bằng 0.3413 và phi 3 thì bằng 0.7987. Đó. Đến đây thầy sẽ hướng dẫn các em tra bảng trên máy tính nhỏ nha. Phi 1 cộng cho phi 3, nhớ nha. Ở đây phi của trừ x bằng trừ phi x, có nghĩa là phi của -3 trừ cho phi -3, có nghĩa là cộng cho phi 3. Rồi, đây thầy giới thiệu các em dùng cái máy tính bỏ túi rất đơn giản các em. Các em muốn tính phi 1 phải không? Đây coi thầy nè, thầy mở máy lên, thầy cho cái màn hình nó to ra một tí nhá. Đây rồi, dùng phím mốt các em, dùng phím mốt các em sẽ chọn cái mốt SD standard chuẩn đó, chuẩn standard là số 1, chọn số 1. Bây giờ ta muốn tìm phi của 1 bằng bao nhiêu, coi nè. Thầy bấm nè, shift this đây nhá, distribution có nghĩa là phân phối đấy, shift this nha. Đó, nó hiện ra hàm PQR. Trước tiên ta không chú ý hàm P là hàm gì, Q là R là hàm gì. Được dịp thầy sẽ nói P chính là cái hàm bên trái, R ở hàm bên phải, và Q chính là hàm ở giữa. Các em chỉ nhớ như vậy thôi nha. Rồi từ từ có dịp thì sẽ chỉ thêm. Như vậy ta muốn tìm cái hàm phi 1 này nè, thì ta bấm số 2. Ta bấm số 2 chính là cái hàm phi của ta. Q ở đây chính là hàm phi, Q của ta chính là hàm phi nha. Thầy bấm số 2, thấy chưa, nó hiện là Q, cái giá trị biến thì ghi là số 1. Sau đó thì đóng ngoặc vào, thầy enter một phát thì nó ra sẽ là mấy nào các em? Đây. Đó, 0 4 1 3 4, 0 3 4 1 3 4, 0 3 4 1 3 4. Thấy chưa? Như vậy với máy tính Vinacan VN570MS hiện nay, nó đã load một số lớn những cái bảng biểu về xác suất thống kê vào trong máy, và máy này đã được phép của Bộ Giáo dục mang vào vòng thi, thì không có lý do gì mà sinh viên chúng ta lại không biết sử dụng máy này trong vòng thi, vì nó có lợi cho ta và nó có thể nó check lại tất cả những cái điều ta tính toán xem đúng hay không. Như vậy thầy mong các em đã gọi là sinh viên thì phải có cái máy này, nhất là kỹ sư, phải không? Máy tính bỏ túi thì không thể nào thiếu được. Laptop vẫn là laptop, nhưng máy tính bỏ túi vẫn có chức năng riêng của nó. Và laptop không thể nào nhanh trong phạm vi này, thì không thể nào nhanh hơn máy tính bỏ túi được. Nó đã cài đặt sẵn hết cho ta. Và đây ta không cần tra cái bảng B như hồi nãy thầy đã nói. Tra cái bảng B là các em phải lật ra sau, các em phải tra đúng cái vị trí đó. Đôi khi vì những cái giá trị người ta in trên cái bảng là những cái bảng rời rạc, là những cái số rời rạc,
đôi khi có những cái số mà em tra lại không có. Cho nên máy tính bỏ túi cái phần B này, tức là cái bảng B rất là tiện lợi. Các em có thể tra là Q1.025 vẫn được nhá. Ví dụ như đây, thầy bấm lại đây, thầy đen cái này đi, chấm 1.2345, chính xác đến như vậy thì bảng số ta chịu thua rồi. Bảng số như hồi nãy thầy nói là chịu thua rồi, phải không? Bảng số của ta chỉ tra được có hai số lẻ là cùng, đây tra bốn số lẻ, mà như vậy ta đóng khung vào, ta đóng ngoặc vào và ta enter. Đó, như vậy đây là một cái hàm liên tục trong máy, nó đã tính toán cho mình, không lý do gì ta không sử dụng. Và đây chính là cách tra bảng B. Thầy mong em phải có máy loại như vậy. Còn mấy loại trước nữa, cái loại version trước thì dường như là không, chỉ mấy cái loại version sau này mới có những cái tiện dụng như vậy thôi. Và như vậy ta tra phi của 3 nhá, phi của 3 thì tiếp tục phi của 3, thầy xóa cái này đi, thầy đánh số 3 vào, thầy enter. Enter thì nó là 0.49865. 0.498 đã. Thì đây nó làm tròn cho mình bốn số lẻ thì nó lấy số 7. Đấy, nghe. Yeah. Ta cộng hai số này lại là cuối cùng là của ta là 0.84. Đó. Như vậy tra bảng B, ở đây các em có thể tra ngay bằng máy tính bỏ túi nha các em nha. Máy tính bỏ túi ba tính chất này phải nhớ, để tính toán thì ta dùng máy tính bỏ túi thôi nhá. Giờ thầy sang đây. Đó, máy tính VN570MS nè. Quy tắc 3 sigma, ta sẽ tìm hiểu thế nào là quy tắc 3 sigma. Bài toán cho như vậy, thuộc chuẩn mu sigma bình, thuộc về chuẩn tổng quát mu sigma bình nhá. Giờ ta giải phương trình để tìm ẩn số T alpha như sau. Ẩn số nhá. Giờ ta giải phương trình này, với x thuộc cái này, ta sẽ đi tìm xác suất để sao cho x trừ mu trị tuyệt đối nhỏ hơn t alpha sigma. T alpha là ẩn các em, sigma là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn đây tức là lấy căn của anh này, phải không? Và x trừ mu, x là đây, còn mu là kỳ vọng nhá. Thầy sẽ về phần sau thì mình sẽ học mu là kỳ vọng mà sigma bình chính là phương xa, nhưng mà riêng vì mình ôn tập cho nên em nhớ luôn mấy cái này. Mu chính là kỳ vọng, sigma bình chính là phương xa. Giờ ta đi tìm T alpha, có nghĩa ta giải cái phương trình này, giải phương trình này. Vế phải người ta cho trước là 1 trừ alpha, vế trái thì T alpha là ẩn số, ta sẽ đi tìm cái này. Và 1 trừ alpha ở vế phải người ta còn gọi là độ tin cậy. Độ tin cậy các em, tiếng Anh nó gọi là confidence level. Confidence level. Và epsilon người ta đặt là T alpha sigma, có nghĩa là cái phần này đây các em, T alpha sigma sao cho cái trị tuyệt đối nhỏ hơn T alpha sigma, tức là đây là epsilon đó. Và người ta gọi cái tích này gọi là độ chính xác. Độ chính xác. Độ chính xác. Exact level. Exact level có nghĩa là độ chính xác. Ta có, ta giải nha. Bắt đầu ta giải nào. Bây giờ thì viết lại cái phương trình này. Ở đây là cái dấu bằng này viết lại thôi. Sang dấu bằng này đó thì ta chia cho sigma, tại vì sigma dương mà. Độ lệch chuẩn luôn luôn là quy ước là dương, người ta chia
chia xuống, bất đẳng thức không thay đổi nhé. Và nhớ lại như vậy, đây chính là cái biến T lớn của ta ở cái trang trước, đây chính là T lớn đấy, đúng không? Cho vào như vậy, đây trị tuyệt đối của T nhỏ hơn T alpha. À, như vậy cái phương trình của ta cuối cùng là xác suất để trị tuyệt đối của T nhỏ hơn T alpha bằng 1 trừ alpha cho trước, bằng 1 trừ alpha độ tin cậy cho trước. Tiếp tục nhé. Giờ ta phá vỡ cái dấu trị tuyệt đối này đi, có nghĩa là ta cộng một bên trừ. Cái này thì đơn giản không các em? Và như vậy ta dùng ngay cái công thức hồi nãy, lấy cuối trừ đầu, tức là lấy phi của T alpha trừ cho phi trừ T alpha. Và nhớ là phi của trừ bằng trừ phi, trừ bị trừ bằng cộng, như vậy cuối cùng là bằng 2 phi T alpha. Như vậy để giải cái phương trình này thì ta chỉ cần tìm cái T alpha sao cho 2 phi T alpha bằng 1 trừ alpha, đúng không? Như vậy 2 phi T alpha bằng 1 trừ alpha. Và như vậy T alpha là ẩn, 1 trừ alpha là độ tin cậy cho trước. Phải không? Như vậy là ở đây ta tra bảng gì các em? Ta tra bảng B nhưng mà ta lại tra ngược. Hồi nãy cho T alpha ta tìm ra được phi T alpha. Còn bây giờ cho 1 trừ alpha cho trước, ta chia cho 2 thì ta sẽ tìm ra được phi T alpha. Phi T alpha bằng bao nhiêu thì ta sẽ tra bảng ngược, tức là ta phải tra bảng B để ta tìm ra được T alpha các em. Có một điều là như nãy thầy nói, cái bảng B đó là các em chỉ tra bảng xuôi trên máy được, còn tra bảng ngược thì chịu, bắt buộc ta phải tra bảng thôi, ta phải có bảng để ta tra, máy tính không tra bảng ngược được. Chính vì thế vẫn phải có cái bảng số để ta tra. Ở đây người ta cho, hồi nãy là mình cho x, tìm phi x, bây giờ người ta cho phi x bằng y, tức là người ta cho y, mình phải đi tìm x. Hồi nãy cho x tìm y, giờ cho y tìm x nhá. Các em nhớ nha. Như vậy ở đây là ta tra bảng ngược, và đến phần này ta bắt buộc ta phải sử dụng bảng. Tra xuôi ta dùng máy được, tra ngược thì ta phải dùng bảng thôi. Vậy cuối cùng để giải cái phương trình này, tóm lại là ta muốn tìm cái T alpha, có nghĩa ta tra bảng ngược. Nếu người ta cho trước 1 trừ alpha là confidence level, có nghĩa là độ tin cậy, ta chia cho 2 thì ta sẽ được phi T alpha. Và như vậy ta tra bảng ngược, ta sẽ tìm ra được T alpha nhá. Đấy. Và như vậy đây là các em thấy là T alpha sigma. Bây giờ người ta sẽ cho T alpha bằng mấy? Vào đây cụ thể người ta sẽ cho T alpha bằng 1 nè, T alpha bằng 2 nè, T alpha bằng 3 nè, bằng 4 nè, bằng 5. Và như vậy ta sẽ có K sigma, tức là T alpha là 1 2 3 4 K sigma. Và đặc biệt với K bằng 3 thì người ta gọi là quy tắc 3 sigma, quy tắc 3 sigma. Ở đây với T alpha ta cho T alpha bằng 3 đi chẳng hạn, 3 sigma. Đó là T đây ta cho bằng 3 nè. Hồi nãy ta đã tính rồi, phải không? Phi của 3 là bằng 0.49 mấy mấy đấy, phải không? Em nhân lên, các em thấy là nó gần gần như là, nó cũng gần khá khá là bằng 1, phải không? Gần như là bằng 1. Đấy. Cái xác suất để mà hồi nãy cái khoảng đó, cái khoảng mà x trừ mu chỉ tuyệt đối nhỏ hơn là T alpha sigma, có nghĩa là cái xác suất đó chính là cái diện tích này nè các em, đúng không? Cái xác suất nãy mình tìm đó, P x trừ mu chỉ tuyệt đối nhỏ hơn T alpha sigma. Bây giờ thầy bỏ cái dấu chỉ tuyệt đối thì ở bên này cận của nó sẽ, cận phải của nó sẽ là mu cộng T alpha sigma, ở đây là mu trừ T alpha sigma. Và như vậy cái diện tích này chính là bằng 1 trừ alpha, là cho trước cái độ tin cậy. Đấy. Ở đây thì là vẫn là cái đỉnh của nó là vẫn là 1 chia cho sigma căn 2 bi, cái này như cũ bình thường nhá. Như vậy cái phần diện tích này nè chính là 1 trừ alpha. Nha. Hình ảnh của cái bài toán hồi nãy giải phương trình đấy. Bây giờ đặc biệt nếu lấy T alpha bằng 3 thì ta tra nè.
với cái phương trình hồi nãy nhá, t hai lần phi t alpha bằng một trừ cho alpha. Đấy, giờ lấy t alpha bằng 3 thì ta tính ra phi t alpha chính là 0.4987. như nãy cái này ta có thể bấm máy được, phải không? Rồi, như vậy cái phương trình của ta chính là cái này. À, như vậy phi của t alpha ta nhân 2 lên thì ta sẽ được là 99.73%. Tức là gì? Với t alpha bằng 3 thì cái diện tích này nè, ở đây thầy vẽ bằng tay á, thì mình thấy là nếu mà t alpha bằng 3 thì nó, cái phần này nó nằm xa ở đây, cái phần gạch gạch nó nằm xa ở bên này, bên phải và bên trái, phải không các em? Và nó chiếm 99.73% cái diện tích này. Tức là cả cái diện tích này như thầy nói, hệ đầy đủ nó phải bằng 1. Với t alpha thì nó vét cạn, tức là t alpha nó nằm ở ngoài này nè các em. Tức là tưởng tượng cái t alpha nó bằng 3 thì cái hình chấm, cái hình mà thầy gạch gạch cái này nè, thì nó chiếm 99.73%, khá lớn thôi. Chỉ còn bao nhiêu? 0.27% là ở hai cái vùng ngoài, hai cái vùng trắng ở ngoài thôi. Có nghĩa là gì các em? Nghĩa là hầu hết 99.73% giá trị của x sai lệch với mu không quá 3 lần sigma. Đây là t alpha 3 lần sigma đấy. Bây giờ nhá, thầy lồng vào nè. Tức một nhà máy sản xuất 10.000 sản phẩm cho phép lệch ở hai bên đó. Ở hai bên là xác suất nhỏ mà. Xác suất nhỏ tức là cái này là tồi ở bên trái, mà xịn quá thì ở bên phải. Xịn quá ở bên phải mà tồi quá thì ở bên trái. Tức một nhà máy sản xuất ra 10.000 sản phẩm cho phép có 27% là sản phẩm hư. Ở đây có thể mình hư, ở đây mình hiểu nháy nháy, có nghĩa là gì? Là những cái sản phẩm không bình thường, hoặc là bên trái hoặc bên phải. Bên phải là xịn quá cũng không bình thường các em ạ. Tại vì nguyên tắc của kinh tế là sản xuất một món hàng làm sao có tuổi thọ trung bình, đạt được trung bình là tốt rồi, không cần xài quá bền. Xài quá bền thì phi kinh tế. Cho nên là người ta hư hư ở đây thì gọi là nháy nháy thôi nhá. Tức là nếu mà nó lệch ở bên trái hoặc lệch bên phải thì về mặt ông chủ đó, sản xuất ông cũng không thích. Làm sao cái ở phần giữa chiếm đại đa số, mà ở hai bên xịn quá và dở quá, ông không cần, ông không làm nhỏ hai cái này đi. Tại vì xịn quá thì phi sản xuất, tức là sẽ phi kinh tế. Như nãy thầy đã nói, xịn quá cũng không tốt, dở quá cũng không tốt, phải không? Như vậy trong 1.000 sản phẩm thì cho phép 27% hư là nó nằm ở hai bên. Nháy nháy nhá, hư ở đây là nháy nháy nằm hai bên. Bên này thực ra là không hư, bên này là quá xịn, nhưng mà xịn thực ra đối với nhà kinh tế cũng không tốt. 27% hư, đây chỉ là phù hợp với phạm vi sản xuất nhỏ thôi. 10.000 cho phép 27 là sản phẩm rơi ở hai bên. Đấy. Vậy trong phạm vi sản xuất lớn, 1 tỷ sản phẩm thì cho phép 2.700.000 sản phẩm hư. Đấy. Hồi nãy là ta từ cái số nhỏ ta thấy có 27, nhưng bây giờ cho 1 tỷ. Tại vì hiện nay có những cái sản xuất, ví dụ các linh kiện điện tử thì hàng tỷ, đúng không em? Đúng là hàng tỷ đấy. Và đa quốc gia thì nó có thể nó sản xuất còn kinh hoàng hơn nữa. Và như vậy cái phần hư nháy nháy là 2.700.000 sản phẩm. Lớn quá, lớn quá. Và người ta không thích 3 sigma này nữa. T alpha bằng 3 sigma nó chỉ còn đúng với cái thời kỳ kinh tế còn gọi là cơ giới. Cơ giới thì người ta còn chấp nhận cái T alpha bằng 3, tức là 3 sigma. Nhưng hiện nay tất cả về luật sản xuất hay các tổ chức kiểm định về sản xuất
ISO đó, mình thường nghe là ISO đó, đã nâng 3 sigma này lên thành 6 sigma rồi. 6 sigma rồi. 3 sigma này lên thành 6 sigma. Để chi vậy các em? Để cái diện tích gạch gạch này nè, nó hầu như nó trải hầu hết cái diện tích này, mà nó chỉ còn một tí nhỏ xíu, một tí nhỏ xíu ở bên trái, một tí nhỏ xíu ở bên phải mà thôi. Nghĩa là gì? Không cho phép hư nữa. Không cho phép hư nhảy nhảy nha. Hư đây là hư nhảy nhảy nè, như nãy thầy đã lý giải. Có thể xịn vẫn là hư, xịn quá người ta cũng không thích đấy nha. Như vậy với tên pha bằng 3 thì người ta gọi là quy tắc 3 sigma thì chiếm 99.73% chỉ đúng trong thời kỳ cơ giới hóa về kinh tế. Còn hiện nay với cái nền kinh tế người ta không gọi là kinh tế cơ giới nữa mà người ta gọi là kinh tế tri thức thì 99.73% này không còn đáp ứng được nữa. Mà hiện nay người ta lên đến 6 sigma. Quy tắc 6 sigma nhá. Đấy, như nãy thầy nói, ngày nay các siêu tập đoàn về sản xuất quy mô đa quốc gia có hàng tỷ sản phẩm đã đưa tiêu chuẩn lên 6 sigma để đo lường chất lượng sản phẩm, nhất là tiêu chuẩn ISO. ISO các em biết rồi, tiêu chuẩn về International Standards Organization, tức là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế nha. Hiện nay đã đề cao và đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng phải lên 6 sigma. Đó. Và tổng quát hơn, ta có thể có quy tắc K sigma, tức là cái tên pha của ta có thể là K, với một số K là tổng quát hơn, là K sigma. Đó, K sigma. Thì ta sẽ có trở lại cái vấn đề này ở một cái bất đẳng thức Chebyshev, mà ta sẽ trở lại ở cái chương kế tiếp, quy tắc K sigma. Đó. Bây giờ để hiểu rõ cái hình ảnh 1, 2, 3 sigma đó, 1, 2, 3 sigma thì đây thầy vẽ cái hình đây. 1 sigma là các em mu ở bên phải, ta mu cộng sigma bên trái mu trừ sigma, thì mình thế cái tên pha bằng 1 vào, cũng tính toán như hồi nãy đấy. Hồi nãy ta tính toán với t là bằng t alpha bằng 3 thì ta chiếm 99.73%, đúng không? Với cái sigma đó, với sigma bằng t tên pha bằng 3 thì ta chiếm đây nè, diện tích của nó đây nè, nếu mà đây đây nè, đấy, thầy di chuột nhá, cả cái diện tích này chiếm 99.73 đấy. Bây giờ với tên pha bằng 1 thì diện tích này nè, thầy di chuột nhá, diện tích này nè, đó chiếm 68.26%. Có thể trên hình vẽ thầy vẽ không có được chính xác lắm, nhưng đó, tức là cái diện tích thầy di chuột chiếm 68.26%. Còn nếu mà 2 sigma đó thì diện tích này nè, di chuột nhá, đó, bên này là mu cộng 2 sigma, bên này là mu trừ 2 sigma, chiếm bao nhiêu? 95.45%. Cũng kinh hoàng đấy, phải không các em? Và với 3 sigma là chiếm 99.73%. Thì các em thấy là với cái hình ảnh, cái bức tranh này cho ta thấy 1 sigma, 2 sigma và 3 sigma. Giờ 4 sigma, 5 sigma và 6 sigma thì nó chiếm dài ở bên này. Và các em về nhà các em tính thử coi, nếu mà với 6 sigma thì là chiếm bao nhiêu. Đấy. Hôm nay ta dừng ở đây, để kỳ sau thì tiếp tục về cái bài này. Thì mong các em theo dõi. Cảm ơn các em đã theo dõi và quan sát thầy giảng.